crazy mother. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng vào những vùng xa, vào những vùng quê. Chúng ta đầu tiên là phải đi qua một con phà, và phà này cũng hết sức là quan trọng cho cái tuyến đường giao thông. Thì mọi người muốn tham gia giao thông hoặc đi vào những thành phố thì phải đi qua những con phà. Thì ở Việt Nam thì dần dần có những cái cầu được mọc lên, phà thì bắt đầu cũng ít là đi rồi. Thì khi mà qua những con phà đó thì chúng ta sẽ được tham quan, đi một vòng những con đường, và hai bên thì có nhiều nhất rất là nhiều họ trồng rau, họ trồng trái cây, họ trồng ấu, họ trồng đủ thứ, và chúng ta thấy được cái quang cảnh ở vùng quê Việt Nam qua những cái đoạn clip mình sẽ quay sau đây. Để xin mời các bạn hãy đi theo mình và mình để đi một vòng xem những cái vùng quê bây giờ như thế nào và có những gì đặc biệt mà gắn liền với những cái tuổi thơ của mình hay không, có những cái loại trái cây hay đặc sản gì. Thì xin mời các bạn theo chân mình để đi xem ha. Đi thôi. Bây giờ đầu tiên là chúng ta phải đi qua một cây cầu sắt. Cầu sắt này rất lâu ở Sa Đéc rồi. Chúng ta sẽ đi qua cái cầu sắt. Cái cua này nguy hiểm lắm. Khi mà chúng ta qua cầu sắt không á thì múc đằng xa kia chúng ta đã thấy con phà. Con phà rất là xa. Thì chúng ta sẽ đi qua con phà đó. Còn bây giờ chúng ta đi ngang con đường cặp bờ sông. Sông này là sông Tiền. Ủa, sông gì? Sông Tiền hả? Chúng ta đi cặp con sông Tiền để chuẩn bị qua phà. Phà, khi mà mình đi qua phà thì bên kia gọi là gì? Càng dữ à? Ôi nhiều quá, đông quá. Điện hả bạn? Lo đi, lửa.
ơn. Cảm ơn. Quá phà luôn. Thank you. Các bạn có thể thấy chúng ta vừa mới đi qua phà, thì bây giờ mình sẽ đi sâu vô cái vùng quê quê tí xíu để mình cùng ngắm cảnh chiều và chúng ta xem cái trái cây của họ có gì nhiều. Bây giờ mình bắt đầu tiến sâu vô cái chúng ta có thể thấy là bắt đầu là họ nuôi cá nè, đây là hồ cá nè. Còn đây là vườn nhãn, rất là nhiều nhãn, nhãn sau đó để tới xoài. Đó. Nhãn và xoài rất là nhiều. Nói chung là bên đây họ trồng trái cây nhiều và một số thì lại nuôi cá. Mình đi chơi bên đây. Đó là người ta bán đồ đó. Chúng ta đang ở chính xác là xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. Ơ, huyện Cao Lãnh hả? Huyện Cao Lãnh. Rồi, một lát cho Sammy đi xà. Cây hai bên đường rất là mát. Và đường thì rất là thoáng, đường này bự hơn đường kia ha. Rồi ủa cái đường này là mình đi ra cái đường ấy chưa ta? Ra ngoài đường đi về Vĩnh Long chưa? Về đó đó. Bà hả, mình đi rồi hả? Chưa. Thì đi cái ngang cái đường mà mình đó, đi. Đó, chúng ta thấy xoài nè. Họ bọc rất là nhiều. À, khi mà mình đi ngang đường đó, tấp xe vô, tăng lại két. Khi mà mình đi ngang đường á thì bây giờ mình phát hiện là ở đây có đó cốc nè, xuống xe mình sẽ quay cái cốc đó. Người ta trồng cốc rất là gần ở ngoài mặt đường, chúng ta có thể hái trộm chứ người ta bắt ạ. À, các bạn người ta sẽ cốc là chỉ là trồng ở ngoài đường thôi, chỉ là cốc đâu giữa hai cây xanh.
đây cái khóc bự nhất nè. Khóc này là khóc thái. Đó. Hái thử nè. Đó. Cóc này gọi là đúng ra đúng chính xác là cóc chôm á, bình bển cũng có cóc rất là nhiều. Hơi xa nhưng mà chúng ta có thể thấy là họ trồng cóc rất là nhiều. Wow, đây là trái cóc mình vừa mới chôm được. Chua. Chua quá. Không có hộp nha, tại vì nó còn nhỏ. Ngon. Này. Đây. Một cái cốc, mình sẽ chôm cái này. Đây. Đây. Trái cốc. Come on. Phải nói là cốc rất là chua. Chua quá. Nhưng mà chôm chĩa gì á. Ôi, con trái bự dưới nước kìa. Chôm chĩa gì ăn rất ngon. Ngon quá. Chua lắm. Ha. Dọc đường vậy mình thấy trái gì mình sẽ gọi là thu hoạch. Yeah. Chôm. Cái này đúng gọi là chôm luôn á. Đó. Và chúng ta có thể thấy là ở đây có nhãn lồng chín nữa nè. Oh yeah. Nhãn lồng chín. Nhãn lồng nhiều lắm nè. Quá chừng nhãn lồng luôn. Chín nè. Khoan từ từ, ba hái nhãn lồng cho Sam nè. Đừng lên sốt té. Ngọt lắm. Nhiều lắm. Chút gì ăn. Nhãn lồng. Hái gì bỏ đâu, đâu có đem bị. Bỏ cốp tiếp. Không có đem bịch đem gì đựng hết. Xong. I can see. Thôi đi. Đây là bông cóc. Thôi đi đi, để thôi tao bắt. Thấy không? Cho con xin hai xin nha. Đi. Đang chôm. Ui. Cái nhỏ. Chôm chĩa mà mấy nhỏ vậy là có sao không con? Thôi để nó đi không được. Mày cất cho đem về. Chúng ta thấy sỏi nhưng mà chưa có trái, một số trái người ta đã bầu lại rồi. Bây giờ mình tiếp tục. Ở đây cóc dữ đi chứ. Nó trồng cóc nhỏ. Thái không, cái chợ ở đây bán cóc thái nhiều lắm. Mùi cóc à. Giờ dạy đây có gì ăn? Chuối. Ủa nhà ở đây cất bự bự lên đã. Chúng ta vừa mới đúng ra là phải là đi chôm ạ. À. Dọc đường thấy là mình nhảy xuống chôm, đúng gọi là đi chôm. Ôi mặt ổi kìa. Nguyên một vườn ổi luôn. Cái này chôm là người ta quánh thiệt. Wow. Cái này là ổi này người ta bầu. Xuống đây hái được nè. Như vườn ổi rất là lớn. Và tiếp tục là bên đây là nhãn. Chúng ta có thể thấy xa xa kia là người ta bầu trắng trắng đó là. Đó, trắng trắng đó là xoài. Ở
đây có cây xoài rất là lớn nè. Ô, cây này cây giống như cây điều vậy. Bắt được. Oh my god. Cây điều. Không có trái. Không có trái. Đây là người ta nuôi cá rất là nhiều. Đây là những cái bè cá này. Những cái bè cá đó, cái bè cá người ta nuôi cá. Xa xa nó cũng vậy, tất cả đều là bè cá. Và đây là cái bận. Wow, cái gì đó. Ồ, vú sữa. Wow, ở đây người ta trồng vú sữa rất là nhiều. Tất cả các cây này là vú sữa hết. Đỏ đỏ đỏ, đỏ nè. Vú sữa. Bây giờ thì mình đã đi ra tới cái thị trấn rồi. Bản chỉ dẫn này. Tới thị trấn rồi thì bắt đầu mọi chuyện ra thị trấn thì sẽ mất vui. Thành ra mình quyết định là mình sẽ quay lại, mình sẽ đi vô một cái vùng khác cho nó quê quê hơn. Bắt đầu mình bây giờ mình sẽ quay lại. Chúng ta đây đang đi qua một con đường nhỏ xíu. Đường nông thôn. Còn cây này là cái sữa nè. Và cái bé phía trước là đi học về. Con đường quê rất là nhỏ, hai bên thì nhà nào mạnh người đó sẽ trồng trái cây. Bưởi nè, xoài nè, mận nè, cóc nè, ổi nè. Và đặc biệt là có vườn trái cây vú sữa. Trên đường nãy đi lại có bắt gặp được một cây điều. Chỉ có một cây điều duy nhất. Nhưng mà chưa có trái đâu. Mía. Chúng ta vừa đi qua rất là sâu vô cái khúc bên trong á. Ở bên trong nó trồng trái cây nhiều lắm nhưng mà không có chôm được đâu, tại vì gần gần nhà người ta mà. Nhưng mà đi sâu quá cũng ớn, tại vì con đường này rất là nhỏ rồi. Thì khi mà đi sâu vô nữa thì đường nó càng nhỏ hơn nữa. Chính vì vậy mình quyết định là mình sẽ trở ra và mình đi trở lại cái phà cũ để mình trở vô thành phố, và sau đó mình sẽ hướng lên một con đường khác để xem. Ô, mình đi thẳng đường được không? Thử đi. Thôi hả? Thôi quẹo lại. Chính thức quẹo trở lại con đường cũ và mình sẽ đi qua phà. Qua đây á thì trái cây tương đối nhiều nhưng mà mình rất là quan ngại, tại vì khi mà đi dọc những con đường người ta trồng xoài với trồng cam nè thì mình nghe được cái mùi người ta xịt thuốc. Và hồi nãy mình thấy người ta xịt, người ta treo lên cây xoài người ta xịt rất là nhiều. Thì những trái xoài này đã bọc vô cái túi bao rồi, nhưng mà người ta không biết sao mà người ta xịt thuốc rất là nhiều. Và hiện ngay bây giờ nè, ở trong không khí mình chạy vòng vòng đường á thì mình vẫn nghe cái mùi của thuốc, mà không biết người ta xịt thuốc là thuốc gì. Nói chung là có thuốc là hơi ớn ớn rồi. Thay ra các bạn đi vô những cái vườn trái cây thì cũng hết sức lưu ý. Không biết sao. Ở đó là hả chị? Đợi 10.000 một ký. Xong đứng yên đi. Ở bán 10.000 ký nha bà. Ở kìa, ở có lái mua luôn á chị. Ừ, lớn hết trơn rồi. Ở em cái túi chị em. Đây. Đây chúng ta có thể thấy nguyên cái vườn ổi. Đại đi.
ba bốn năm trái vậy, còn tươi không ta? Em mới hái đâu à, tại vì vậy này là có gì đó, có gì đó. Còi ghép này là ăn sống hơn chín. Ăn sống. Sống mà. Có anh có 10.000 bên kia không? Đưa 10.000 bên kia đi. Có. Mua xài à? Anh ăn không? Xì ghét anh ăn không? À đi. Đi. Đóng. Rồi thôi bye bye chị, bye bye. Bắt cỡ rồi. Đây là trồng trồng gì đây? Trồng chanh á. Wow, quá trình chanh luôn. Nãy trên phà chúng ta cũng có thể thấy người ta chở chanh. Hải cốc nè đó. Chỗ này hồi nãy chôm cốc. Ok, chúng ta sẽ trở lại phà cũ. Chúng ta vừa mới đi qua phà xong và bây giờ mình đã trở lại cái địa phận của thành phố Sa Đéc. Thì sau lưng mình đó là chiếc phà mà để đi qua bên sông bên cồn, và đó là một con đường huyết mạch để dẫn đi lên thành phố Cô Lãnh. Thì bên đó mình đã giới thiệu cho các bạn là rất là nhiều trái cây, nhiều vườn trái cây người ta trồng rất là nhiều, nhưng mà các bạn cũng hết sức cẩn thận khi mà phải chọn lựa cho mình những cái trái cây ăn và ở bên đó. Thì ngoài những cái trái cây ra thì chúng ta có thể thấy được rất là nhiều người ta có thể bán khô, người ta trồng đủ thứ các loại. Thì mình đã đi một vòng và bây giờ trời cũng tối rồi, mình định đi một vòng bên trên phía vườn bên kia đó, nhưng mà giờ tối rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì hẹn lần sau mình sẽ dẫn các bạn đi vô những vùng sâu hơn và chôm được những loại trái cây ngon hơn, ăn sẽ vui hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.